Hello các bạn. Hôm trước thì kênh Mẹo Hay có chia sẻ cái cách tính nhẩm tỷ lệ phần trăm tăng giá hoặc giảm giá của một cái mặt hàng, hoặc cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giá rồi phụ phí phụ thu trong các cái dịch vụ khác. Thì qua đó thì một số khán giả cũng đề xuất, ông đề nghị kênh Mẹo Hay chia sẻ cái cách tính nhẩm cái phần trăm của một số, làm như thế nào cho nó nhanh, nó hiệu quả. Thì hôm nay xin phép chia sẻ cái cách tính tỷ lệ phần trăm của một số nha các bạn. Và chủ yếu là cách tính nhẩm. Đây, ví dụ chúng ta có một cái phép tính. Đó là tính 11% của 80. Chúng ta có một cái phép tính là tính 11% của 80. Cái này nếu theo cách giải của trường lớp thì chúng ta phải đặt phép tính vậy nè. 11 nhân 80 chia 100 và lúc này nó sẽ bằng là 8,8. Đây chính là cái chỗ khó hiểu và cái chỗ mà rất nhiều học sinh sợ làm phép tính tỷ lệ là như vậy. Tại vì cùng lúc phải thực hiện một phép tính nhân rồi một phép tính chia. Đó. Và nhiều khi thì không biết lấy cái gì nhân cái gì, lấy cái gì chia cái gì, nó quên đi. Đó. Đây là cách giải của trường lớp. Nhưng hôm nay, theo yêu cầu của khán giả là chia sẻ về cách tính nhẩm, thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy luôn rồi, thấy rất là rõ rồi. Nếu chúng ta tính 10%, thì rõ ràng chỉ cần lấy số 80 chia 10, là chúng ta sẽ có kết quả 10% của 80, thì nó bằng 8. Tức là lấy 80 chia 10 đó, thì chúng ta có 10%. 10% của 80 là 8. Vậy thì 1% của 80 nó sẽ là 0,8. Và vì vậy, 11% sẽ là 8,8. Đây là cách tính nhẩm, đơn giản. Đó, người ta yêu cầu tính 11% thì của 80 thì 10% mình nhìn vô là mình thấy ngay là bằng 8 rồi. Và 1% tức là 0,8 nữa thì cộng vô 8 với 0,8 là rõ ràng ra bằng 8,8. Đó, như vậy cái vấn đề của phép tính này là từ cái giá trị này nè. Nếu chúng ta chia 10 thì chúng ta sẽ có 10%. Chia 10 thì chỉ cần bớt số 0 thôi. Và chia 100 đó, thì chúng ta cũng tư duy ra được bớt số 0 thêm một cái dấu phẩy ở phía trước, tức là 1% của 80 sẽ là 0,8. Vậy thì 10% là 8, 1% là 0,8. Chúng ta cộng lại chúng ta sẽ có kết quả là 8,8, rất là nhanh. Đó, còn nếu yêu cầu đặc tính thì chúng ta phải lấy 11 nhân 80 chia 100. Đó. Còn nếu tư duy cho nó rành mạch, tư duy cho nó rõ ràng để sau này mà các em học sinh nó nhớ dai á, thì chúng ta có 80. Để tính 1% thì chúng ta lấy 80 chúng ta chia 100, nó sẽ bằng 0,8. Và đây chính là giá trị của 1%. Đó. Khi tính cái gì chúng ta cũng cứ tính cái đơn vị là 1% ra trước. Rồi sau đó người ta yêu cầu là tính 53, 57% hay 62, 61% gì, cứ lấy nhân với số này là ra. Đã thì cách tư duy như vậy nó sẽ dễ hơn cái cách tư duy là lấy 80% rồi lấy 80 nhân với 11% rồi mới chia cho 100. Đó. Cái này là chính là cái khó nhớ đây. Đó. Khó nhớ, khó chia đây. Đó, thì nếu đơn giản thì chúng ta hãy tính 1% hoặc là 10%. Và từ có 1% rồi có 10% rồi thì chúng ta rất dễ tính 0,5% hoặc là 50% hoặc là 2%, 25%. Lúc đó chúng ta sẽ tính nhẩm rất nhanh. Ví dụ hay là chúng ta có một cái phép tính thứ hai. Tính 15% của 90 hay là 15% của 90 bằng bao nhiêu? Thì nếu theo cái nguyên tắc hồi nãy, giả sử bài này thì chúng ta không đặt cái phép tính của trường lớp nữa,
Đó, mà tính theo nguyên tắc tính nhẩm thì chúng ta thấy rất nhanh phải không? Rất là nhanh. Nhìn vào là thấy luôn kết quả rồi. Chúng ta sẽ có 10% sẽ bằng 9. Và có 10% bằng 9 rồi thì 5% rất là dễ. Rõ ràng nó sẽ bằng 10% chia 2, tức là bằng 4,5. Và do đó thì 15% đó, nó sẽ bằng 13,5. Chúng ta nhìn là chúng ta thấy luôn kết quả phải không? Không có phải tính lôi thôi. Đây, ví dụ kiểm tra nha. 90 nhân 15% đây, bằng 13,5. 13,5. Như vậy, đối với cái mẹo tính nhẩm tỷ lệ phần trăm này, chúng ta cố gắng nhớ hai cái đơn vị tính quan trọng nhất, đó là cái 10% và cái 1%. 10% là lấy cái số đó chia cho 10 lần, 1% là lấy cái số đó chia 100. Thì từ hai cái giá trị cơ bản này, chúng ta sẽ có thể tính nhẩm được rất là nhiều cái bài toán khác. Đây, ví dụ chúng ta có một cái phép tính khác. Tính mười hai phần trăm của 230 thì tính sao cho nó nhanh, đơn giản phải không? Nếu không biết cách tính thì tính rất là lâu, lấy 12 nè nhân 230 nè rồi chia 100, đặt một cái phép tính rất dài. Nếu mà sử dụng máy tính đó, thì chúng ta sẽ lấy 12 nè rồi là nhân 230 đó, rồi mới chia cho 100 đó, mới ra kết quả là bằng 27,6. Đó là nếu có máy bấm. Còn không, nếu tính nhẩm thì rõ ràng chúng ta sẽ dễ dàng tính được 10%. Đúng không ạ? 10% sẽ bằng 23. 23. Đó. Như vậy thì tính thêm 2% thì 1% này nè, chúng ta bằng có 2,2,3. Và như vậy chúng ta suy ra 2% sẽ bằng 4,6. 4,6. 12% của 230 sẽ bằng 23 cộng 4,6 bằng 27,6. Như vậy giải quyết được cái này là do chúng ta dễ dàng tính được cái tỷ lệ 10% là bao nhiêu. Có tỷ lệ 10% rồi thì chúng ta dễ dàng tính được 1%. Và có 1% thì dễ dàng tính được 2%. Chỉ nhân 2 mà, phép tính nhân 2 là phép tính đơn giản. Đó, rồi cộng với 10%, có 2% cộng với 10%, chúng ta sẽ có kết quả của 12%. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta có thể giải quyết thêm một cái bài toán khác bằng cái phương pháp là tính nhẩm. Ví dụ như là tính 51% của 450. Như vậy gặp đề toán này thì chúng ta có cần tính 10% không ạ? Rõ ràng là không cần phải không? Cái này chúng ta tính luôn 50%. Đó. 50% đó, thì nó sẽ bằng 450 chia 2. Vì 450 này là 100% thì 50% là lấy 450 này là chia 2. Chúng ta sẽ có kết quả là 225. 225. Bây giờ tính thêm 1% nữa. 10% của 450 là 45, 1% nó sẽ bằng 4,5. Đó, những cái này là chúng ta tính nhẩm thôi mà, không cần phải phải đặt phép tính rồi cộng trừ nhân chia. Đó, thì sau đó chúng ta sẽ cộng được kết quả là 229,5%. Đó, như vậy 51% của 450 là 229,5%. Đây, kiểm tra bằng phương pháp tính nhẩm sẽ là 450 nhân 51%
sẽ bằng 229,5%. Đây. Còn nếu thử theo kết quả trường lớp đàng hoàng là phải lấy 51 nhân 450 chia 100. Đây, lấy 51 nhân 450 chia nó ra một đống một số nè. 100 bằng đó, mới ra 229,5%. Đó là cũng là lý do tại sao mà một số em học sinh nó sợ tính tỷ lệ phần trăm, bị nhân chia ra con số rất là lớn. Đó, nhưng mà nếu dùng mẹo tính nhẩm thì chúng ta sẽ tính gọn gàng, nó dễ ra hơn. Còn dĩ nhiên như một số khán giả nói, khi học các em buộc nó vẫn phải đặt tính. Nó giải quyết theo cái bài bản của trường lớp có thể là khó khăn hơn là cách tính nhẩm nhiều, nhưng đó là quy định bắt buộc. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ cho các em biết được cái phương pháp tính nhẩm thì rõ ràng các em nó vẫn có thể đặt toán theo hình thức trường lớp, nhưng nó sẽ ra kết quả nhanh hơn và nó đảm bảo chính xác hơn, tính toán chính xác hơn. Rồi, chúng ta thêm một cái bài toán cuối cùng nữa để thấy là có rất nhiều cách tính nhẩm. Đây, ví dụ thêm một cái bài toán nữa đi. Tính 26% của 380 nó bằng bao nhiêu. Đấy, thì rõ ràng nhìn vào con số này chúng ta sẽ tư duy nhanh là nên tính theo cái hướng là 50%, 25% rồi cộng thêm 1% để có được 26%. Đó, như vậy 50% của 380 chúng ta sẽ bằng là 190, phải không ạ? Và như vậy 25% tức nó sẽ bằng 190 này chia 2, đó, nó sẽ bằng 95. Đó, và tính thêm 1% nữa, 100% là 380, vậy 10% là 38, 1% là 3,8. Đó, như vậy thì 26% sẽ bằng 98,8. À, đây là kết quả của phép tính và bằng hình thức tính nhẩm. À, chúng ta tính ra 50% của 380, 50% chia 2 cái nữa là chúng ta có 25%, và kết quả của 25% là bằng 95. À, còn nhìn vào đây thì chúng ta thấy ngay 1% của 380 là 3,8. 95 cộng 3,8 sẽ bằng 98,8. Rồi, thì video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đã tương tác với các cái video của kênh Mèo Hay trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.